nữa. Xin quý vị vui lòng để cho ban tổ chức của đồng quá sao đồng.
phải đốt pháo à. Năm nay cuối tuần cho nên được coi đốt pháo. Ồ, ai bắn vậy? Đó. Trời ơi, quá trời luôn rồi. Đốt, đó này đốt, coi đốt đã luôn. Dạ, yeah, cái ca tí nó ghé ra đây nè. Giờ ghé đi. Giờ này người ta đốt nhiều lắm à. Giờ này đốt dài dài cho tới 12 đêm luôn á. Nè đốt là quá trời, bắt đầu tí nè, giờ bắt đầu đốt. Ô, bắt đầu nè, ô.
hơi yếu này, đông người quá.